Năm 2023, Trung đoàn 990 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận gần 500 thanh niên nhập ngũ đến từ các địa phương trong tỉnh. Sau hơn 2 tuần nhập ngũ, những tân binh đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Các chiến sĩ đang tập quen dần với điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định, nếp sống của người quân nhân chính quy, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù còn khá bỡ ngỡ với những việc làm đầu tiên khi về đơn vị, nhưng các chiến sĩ mới đều cố gắng học hỏi, nắm bắt một cách nhanh nhất để thực hiện công việc gọn gàng ngăn nắp, đúng tác phong quân nhân. Trong thời gian đầu, chỉ huy đơn vị tập trung hướng dẫn bộ đội cách gấp chăn màn, sắp xếp quân tư trang, thống nhất cách treo quần áo, phơi khăn mặt, nơi đặt mũ, đi đứng đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong. Đến nay, tất cả chiến sĩ mới của đơn vị đều thực hiện đúng các quy định. Sau một thời gian vào quân ngũ thì tôi cảm thấy rất là nhớ nhà, nhưng mà nhờ có sự giúp đỡ của các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thì nỗi nhớ đó cũng được vơi dần và tôi được học tập thêm các điều luật, điều lệ của quân đội và được học các bài thể dục. Thì nó cho tôi thêm mục đích để hoàn thành nhiệm vụ. Được các cấp cán bộ và tiểu đội trưởng chỉ bảo tận tình về cách xưng hô chào hỏi và gấp xếp nội vụ, học điều lệnh. Tôi dần thích nghi quen với môi trường quân đội. Sau giờ huấn luyện, chúng tôi được thể dục thể thao và hát những bài hát quân đội. Chúng tôi đã thích nghi dần với môi trường quân đội. Ngay khi chiến sĩ mới về đơn vị, cán bộ các cấp đã tổ chức gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng người, nhất là các chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cùng với đó, đơn vị tổ chức tốt công tác huấn luyện ngoại khóa, hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, ươn nắn từng động tác để các chiến sĩ mới bước đầu nắm được điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội và các chế độ sinh hoạt, học tập. Trong những buổi sinh hoạt đơn vị, chúng tôi tạo ra một không khí vui tươi, cởi mở để cho đội ngũ chiến sĩ mới tận tình, nhiệt tình và cởi mở chia sẻ những câu chuyện riêng của bản thân cũng như những khó khăn khi mà nhập ngũ. Từ đó, chúng tôi sẽ có những nội dung và biện pháp, phương pháp phù hợp để giải quyết cũng như định hình, uốn nắn tư tưởng của anh em. Bên cạnh đó, trong những giờ huấn luyện theo trường, ở những nội dung khó như điều lệnh đội ngũ, chúng tôi, những cán bộ trung đội và tiểu đội tận tình tới giúp đỡ, chia sẻ cũng như uốn nắn từng động tác nhỏ để anh em thực sự yên tâm công tác trong đơn vị. Việc ổn định tổ chức, chăm lo sức khỏe, đưa chiến sĩ mới vào nền nếp sinh hoạt được cán bộ các cấp ở tiểu đoàn 304, trung đoàn 990 coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, đơn vị đã phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí để các chiến sĩ mới vơi bớt nỗi nhớ nhà, hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ, yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến hiện nay, thì đơn vị đã tổ chức các hoạt động như tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu, trò chuyện, tổ chức chương trình vòng tay đồng đội kết hợp với sinh nhật chiến sĩ để giúp đỡ chiến sĩ mới nhanh chóng hòa đồng vào đơn vị và dần dần đưa chiến sĩ mới đi vào nền nếp chính quy và thực hiện theo các nhiệm vụ của đơn vị. Đến hiện nay thì cơ bản là 100% chiến sĩ mới đã xác định tốt trách nhiệm của bản thân cũng như là nghĩa vụ đối với quê hương và đất nước. Một mùa huấn luyện bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, nhưng với sự động viên giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, của đội ngũ cán bộ các cấp, những chiến sĩ mới sẽ dần trưởng thành hơn, xứng đáng với niềm mong mỏi của địa phương, gia đình, đơn vị.